Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đường mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lời. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng: Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng, còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có một câu chuyện làm đồng lòng người. Đó là câu chuyện về một thanh niên. Hôm đó là ngày sinh nhật của mẹ anh, và bởi lòng hiếu thảo, anh đã ra cái tiệm hoa để mua một bó hoa gửi tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Bởi vì ở xa lắm, 300 cây số. Trong lúc ra tiệm hoa thì anh thấy một em bé gái đứng vẫn thẫn thơ trước cửa tiệm. Anh mới hỏi: Cháu đứng đây làm chi? Em trả lời: Cháu muốn mua một bông hoa thôi để tặng mẹ ngày sinh nhật, mà chỉ có 75 xu, không mua được. Thế thì anh mở rộng lòng, mua ngay cho em một bông hoa để tặng cho mẹ. Rồi sau đó anh đặt một cái bó hoa gửi theo đường bưu điện mừng sinh nhật của mẹ mình. Rồi sau đó thì anh mới hỏi: Nhà mẹ cháu có gần đây không? Em trả lời: Cũng gần. Thế thì lên xe rồi anh chở em về. Và đi ra ngoài ô theo đường em bé chỉ, và đến trước một cái nghĩa trang. Thấy em bé nói anh dừng xe lại, và em bước vào nghĩa trang trước một ngôi mộ vừa mới đắp, cắm bông hoa ở trên cái ngôi mộ đó. Anh thấy vậy thì cảm động quá, bởi vì em bé có bao nhiêu tiền thì nó muốn mua lắm mà nó không có mua được. Giá mà nó mua được thì bao nhiêu tiền nó cũng mua. Và rồi cuối cùng anh đã cho nó một bông hoa để tặng mẹ ngày sinh nhật. Mẹ đã mất rồi. Và ngay lập tức anh quay trở lại cái tiệm bán hoa để bỏ đi cái gói quà qua bưu điện: Xin làm ngay cho tôi một bó hoa. Và trong đêm đó anh chạy 300 cây số để đến nhà trao tặng bó hoa cho mẹ của mình. Câu chuyện thật cảm động, nhưng mà lại nói lên một cái điều đáng cho chúng ta thấy, đó là trên đời này có những điều nó còn quý giá hơn cả tiền bạc nữa.
không có tiền nào mua được. Đó là cái lòng cao thượng, đó là cái tình yêu, đó là bao nhiêu những cái đức tính trong một con người, nhiều điều rất là quý. Và quả thực mà nói, những điều đó càng ngày càng bị lơi là ra trong xã hội hiện đại, mà không phải trong xã hội hiện đại hôm nay, mà từ xưa rồi người ta cũng thấy được có những điều đáng quý làm cho một con người trở nên cao thượng. Những điều ta gọi là giáo dục nhân bản, nhân nghĩa, lễ trí tín, vân vân, nhiều lắm. Những cái điều đó ở ngoài trường cũng có dạy, nhưng mà không thể nào dạy cho kỹ cho đến nơi đến chốn được, nếu như không có được dạy từ gia đình. Và có thể nói được gia đình là cái nền tảng của xã hội. Một xã hội không thể tốt được nếu như trong đó những gia đình không tốt. Ngược lại, một gia đình tốt thì làm cho cả xã hội được phát triển, được nên tốt đẹp hơn. Và ta thử nghĩ làm sao nếu như gia đình sụp đổ thì xã hội nó cũng tan hoang. Và chúng ta đang chứng kiến mỗi một ngày trên Internet, trên các bản tin, nhiều vụ án xảy ra. Và tất cả những vụ án đó, tuy gần tuy xa, cuối cùng cũng là bắt nguồn từ một cái gia đình bất hạnh, từ một gia đình trong đó mọi người không sống yêu thương nhau, một gia đình mà trong đó người ta giận ghét, người ta bỏ nhau, vân vân, nhiều lắm. Và từ thế kỷ thứ 16 thì giáo hội đã có cái phong trào gia đình công giáo. Và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đến vào cuối thế kỷ thứ 19 cổ vũ cái chuyện mà làm cho đời sống gia đình được tôn trọng, và đặt ra lễ thánh gia. Lễ thánh gia này là đã có từ cuối thế kỷ 19 để thúc giục từng người công giáo, ai cũng sống trong một gia đình thì theo gương thánh gia thức mà sống làm sao cho trên thuận dưới hòa, và xây dựng cho gia đình mình là một gia đình hạnh phúc, và nhìn xa hơn xây dựng một xã hội phồn thịnh, an ninh. Không chỉ trong đạo mà ở ngoài đời người ta cũng nhìn thấy được cái tầm quan trọng của gia đình. Năm 1994 là năm mà Liên Hiệp Quốc chọn làm năm quốc tế về gia đình, và năm đó cũng là năm giáo hội chọn làm năm thánh hóa gia đình. Và quả thực càng ngày chúng ta càng thấy các gia đình gặp nhiều cái khủng hoảng và xuống dốc một cách trầm trọng. Gia đình là nền tảng của xã hội, gia đình mà hư hỏng thì xã hội cũng tan hoang. Và chính vì thế mà giáo hội muốn cho chúng ta mỗi một năm tổ chức một lễ thánh gia long trọng vào trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, bởi vì Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, và cái giây phút đầu tiên Chúa sinh ra là sinh ra trong một gia đình. Và có thể nói được người ta cũng ngạc nhiên tại sao mà Chúa sống 30 năm dài quá trong một gia đình, để rồi chỉ có 3 năm đi rao giảng. Nhưng mà cái 30 năm đó đối với chúng ta là dài, nhưng mà không dài đâu, bởi vì nói lên cho chúng ta thấy tầm quan trọng của một người sống trong đời sống bình dị, yên ả của một gia đình. Và chính vì cái đơn giản, cái không được ai coi trọng đó lại là cái điều quan trọng nhất, mà chính vì thế Chúa mới sinh ra trong một gia đình. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái điều chi? Đó là cái đạo của Chúa, đạo của chúng ta là đạo yêu thương, mà yêu thương thì là mến Chúa và yêu người. Hai điều đó này không thể nào tách rời nhau ra được. Mà rồi ta học và ta sống yêu người ở đâu?
thưa rằng ở trong gia đình có thể nói được một người học sống yêu người, bài học đầu tiên học được từ trong gia đình. Nếu như mà không sống yêu người được thì không thể nào nói đến mến Chúa, và có thể nói được không giữ được đạo. Trong bài đọc một chúng ta đã nghe thấy lời Chúa: ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Đối với chúng ta thực sự đây là hai cái điều ai cũng để ý. Một trong những cái mình sợ là sợ tôi, một trong những cái mình mong là mong có được cái thành đạt. Vậy thì trong cái tương quan với người cha, người mẹ của mình thì chúng ta thấy chúng ta được cái điều chúng ta mong ước: ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ở đây nói đến một cách chung chung mọi mối tương quan, nhưng mà đi vào cụ thể tôi không thể nào nói yêu mọi người cách chung được. Cha tôi thì sao, mẹ tôi thì sao? Và nếu mà chúng ta yêu người một cách chung chung, rốt cuộc là chúng ta chẳng yêu ai cả và thực sự không yêu người. Nhưng mà yêu người, tình yêu nó phải cụ thể, là với những người ngay trong gia đình của mình, rồi sau đó nó sẽ sinh hoa kết quả trong một đời sống xã hội. Mọi tương quan xã hội nếu có được tốt thì điều đó nó đã được ươm lên từ trong gia đình. Và trong bài đọc 2 chúng ta nghe thấy có hai chữ cần thiết để gọi là cái nền cho mọi tương quan. Nhiều lắm nhưng mà có thể gom lại trong một câu: anh em hãy chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Đây là thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Colossae, còn trong thư gửi tín hữu Thessalonica, Corinto thì Ngài nói lại nó rõ ràng cụ thể hơn về đức mến. Đức mến chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả. Thứ thứ nhất Corinto đoàn 13 câu 7. Và nói thì dễ nhưng mà đi vào cuộc sống thì mới thấy nó đòi chúng ta phải có một cái trái tim của Chúa thì ta mới có thể chịu đựng tất cả và tha thứ tất cả được. Nếu có một ai đó mà ta thấy không thể chịu đựng được thì ta hãy nghĩ đến chính mình đi. Bao nhiêu lần mình sa phạm tội này tội kia, nhiều lắm không kể cho hết được, tội nặng tội nhẹ Chúa có biết không? Có. Mà Chúa làm gì? Chúa chịu đựng, Chúa nhẫn nại, Chúa chờ đợi. Nếu như mà là ta đó thì ta đốt cho nó một cái cho nó biết mặt rồi. Nhưng mà không, Chúa chịu đựng, Chúa tha thứ. Vậy thì để sống đạo có thể đưa ra nhiều chữ, nhưng mà chúng ta có thể dùng đến hai chữ mà thôi. Nếu như ai trong chúng ta có thể giữ được hai chữ đó, chữ chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả, thì người đó phải nói được là một người đã là một ông thánh bà thánh ở đời này rồi. Bởi vì người đó đã có được cái tình yêu trong trái tim của Chúa. Và một trong những người thành đạt trong xã hội là bác học Louis Pasteur, là một người công giáo. Khi mà ông được giáo được nhà nước Pháp vinh danh năm 1883, ngày 14 tháng 7, Hội đồng thành phố Dôn quyết định đặt một tấm bảng đồng ghi tên của nhà bác học Louis Pasteur trên căn nhà mà nơi ông đã được sinh ra, đã lớn lên, để sau này mọi người đi qua cái nhà đó nhớ đến ông, biết ơn và kính trọng. Thì ngày hôm đó nhà bác học trong một bài đáp từ
của mình đã nói lên cái nỗi lòng biết ơn cha mẹ. Ôi cha ơi, mẹ ơi, ôi những người thân yêu của con nay đã qua đời. Cha mẹ đã sống bình dị, rất bình dị trong căn nhà nhỏ bé này. Con đã chịu ơn tất cả bởi cha mẹ. Người mẹ can đảm của con ơi, lòng nhiệt tình của mẹ đã chuyển vào trong lòng của con. Nếu con bao giờ cũng nối kết vinh quang khoa học và vinh quang tổ quốc, chính là vì con đã thấm nhuần những tình cảm mẹ đã phấn khích trong lòng con. Là với người cha thân yêu của con ơi, đời sống nặng nhọc, nghề nghiệp nặng nhọc, và qua đó cha đã cho con biết đức kiên nhẫn trong cố gắng lâu dài làm được những gì. Con chúc tụng cha, chúc tụng mẹ, chúc tụng cha mẹ cho cuộc sống của con. Cha mẹ đã trao cho con cuộc sống này, xin để cho con hướng cuộc sống này về cha mẹ và hướng cái vinh dự người ta trao tặng cho con hôm nay lên cha, lên mẹ. Và có thể nói được, dù cha mẹ của nhà bác Ngọc Louis Pasteur chỉ là những người thờ mộc mạc bình thường, nhưng mà đã có một vinh dự thật lớn lao khi mà người con của mình đã được cả nước tôn vinh như thế. Mỗi một người chúng ta đã được ra đời trong một gia đình, và khi chúng ta có được một đời sống tốt lành, đó là niềm vinh dự cho cha, cho mẹ. Và lời tạ ơn đẹp nhất chúng ta có thể dâng lên cho Chúa, đó là chúng ta sống một gia đình hạnh phúc, một gia đình luôn luôn lấy Chúa làm trung tâm, như Thánh Gia Thất ngày xưa. Cái việc vắng Chúa rồi đi tìm Chúa và gặp được Chúa, nó là một cái bản toát lược lại cuộc sống của mỗi người chúng ta, của từng gia đình chúng ta. Có những lúc vắng Chúa, rồi có những lúc đi tìm, và hễ ai tìm thì gặp. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sinh ra trong một gia đình. Xin cho gia đình chúng con lúc nào cũng là một gia đình hạnh phúc khi có Chúa ở cùng. Amen.